lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình có bốn loài sai biệt một là noãn xanh hai là thai xanh ba là thấp xanh bốn là hóa xanh này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này Ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình, khiến không có bốn loài sai biệt như thế, đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép Ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật của ta không có bốn loài hữu tình sai biệt như thế, các loài hữu tình đều cùng hóa sanh này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần gũi quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình không có năm loại thần thông đối với việc làm không được tự tại này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta nên làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình đều khiến đạt được năm tuệ thần thông đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép ba la mật đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột trong cõi phật của ta các loại hữu tình có năm tuệ thần thông đều được tự đại này thiện hiện đại bồ tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần mũi quả vị giác ngộ cao tột